Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Cái xu hướng gần đây của giới trẻ thì thường là hay ở lại công sở rất là muộn và quay trở về nhà vào những cái khoảng thời gian thực sự là khá là khuya. Và thông thường thì các cái bữa ăn sẽ được bù đắp trong những cái buổi rất là tối, do đó nó dẫn tới một cái tình trạng đó là buổi sáng ngày hôm sau đi làm thì có khuynh hướng sẽ muộn hơn, và có cái xu hướng là giới trẻ có phần sức khỏe sẽ yếu đi và mập hơn so với thông thường. Thì để giải quyết cái vấn đề mà có lẽ là rất nhiều bạn trẻ hiện nay đang gặp phải, đó chính là câu chuyện rời công sở, khi nào thì rời công sở và thời điểm rời công sở lúc nào là phù hợp. Bên cạnh đó nữa thì để rời được khỏi công sở và trở về nhà thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Nguyên do tại sao mà các bạn trẻ thường thường có cái khuynh hướng là sẽ làm về rất là muộn. Thậm chí đôi khi có những bạn có những công việc đã kết thúc vào lúc giờ tan tầm, thường là lúc 5 đến 6 giờ chiều. Nhưng mà nhiều bạn thì vẫn cố bám trụ lại với công ty, đôi khi nó chỉ là những cái lý do rất là bình thường mà ai cũng có thể gặp phải, đó là không có lý do gì để trở về nhà. Vậy điều gì sẽ khiến bạn trở về nhà vào đúng giờ? Và lý do tại sao bạn cần phải về nhà đúng giờ? Chúng ta sẽ cùng với Thắng ơi trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong một vài cái chia sẻ riêng của Thắng, và mong nhận được những cái chia sẻ của anh chị em và các bạn là đúng hay sai và nên như thế nào. Chúng ta được các ông chủ doanh nghiệp dạy rằng là cần phải làm việc chăm chỉ và chuyên cần. Chúng ta được các ông chủ nói rằng là càng làm việc nhiều, càng ở lại lâu thời gian thì sẽ càng có nhiều cái hiệu quả công việc giải quyết được tốt hơn. Thực tế thì đó chỉ là một số những cái doanh nghiệp mang tính chất gia đình, hoặc là một số doanh nghiệp mà có nhiều cái phần việc không tên, dẫn đến là công việc nó luôn luôn đến với những người nhân viên trong công ty. Còn một số doanh nghiệp lớn như thế giới thì họ đã có những cái quy định rất cụ thể về thời gian để rời không công sở, và đến cái thời gian đó thì máy lạnh sẽ tự động tắt hoặc là điện sẽ mất để anh chị em và các bạn về nhà. Họ hiểu hơn ai hết rằng là cái sức khỏe của người nhân gọi là nhân viên, sức khỏe của chính quý anh chị em và các bạn mới là thứ để tạo nên cái hiệu quả công việc vào ngày hôm sau. Và cái việc duy trì các cái bữa ăn đúng giờ cũng như về nhà đúng giờ, rời công sở đúng giờ, nó sẽ khiến cho quý anh chị em và các bạn có một cái nhịp sống ổn định, duy trì cái công việc trong một khoảng thời gian dài. Và khi mà trong cái điều kiện công việc làm ăn kinh doanh của xã hội hiện nay thì ngày càng phức tạp và khốc liệt hơn, cần phải có cái sự kiên trì và duy trì công việc bền vững. Bên cạnh đó nữa thì không khó để nhận ra rằng là nếu như mà một số quý anh chị em và các bạn ở lại công sở quá lâu, hoặc là có thể là không rời công sở, mục đích thì cũng không hẳn là việc là giải quyết các cái công việc, mà đôi khi là ở lại để giải quyết những việc riêng, ví dụ như là chơi Facebook, ví dụ như là xem YouTube, hay là đôi khi là bởi vì về cái nơi mà anh chị em và các bạn đang sinh sống thì ở ngoài phía Bắc thì hay có câu chuyện là mùa đông hoặc mùa hè, mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nóng, ở công sở thích hơn nên muốn ở công sở nhiều hơn và lâu thời gian hơn để được mát mẻ hơn hoặc là ấm áp hơn. Vì vậy thì hiểu đúng, anh chị em và các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà ở lại công sở lâu hơn, thời gian làm việc kéo dài hơn sẽ làm cho anh chị em và các bạn mệt mỏi. Và chúng ta có khoảng thời gian ở công sở nhiều hơn 8 tiếng thì đồng nghĩa với việc là cái năng suất lao động của chúng ta sẽ thấp hơn so với việc chúng ta tập trung cái nguồn lực cho một cái khoảng thời gian ngắn hơn và số lượng công việc cũng được giải quyết như vậy. Vấn đề này nó đặt ra cho mỗi người lao động một cái việc, đó là cần có kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết hơn trong cái việc là giải quyết công việc nhanh và sớm hơn theo cái dự định của mình, và tạo ra một cái áp lực cần phải giải quyết xong sớm trước khi hết giờ làm việc. Và điều cốt lõi quan trọng hơn hết mà Thắng ơi muốn chia sẻ với quý anh chị em và các bạn là đôi khi quý anh chị em và các bạn chưa có một cái giải pháp đúng cho câu chuyện là
đến giờ thì chúng ta phải rời công sở để về nhà. Lý do rất giản đơn, đó là chúng ta không tìm ra được một cái lý do gì để chúng ta về nhà. Điều gì đang chờ đón chúng ta ở nhà? Ví dụ như một số anh chị em và các bạn có gia đình thì đương nhiên là cái này không cần phải nói nữa, đó là lý do cần phải về đón con, lý do cần phải về để chăm sóc cái gia đình nhỏ của mình. Nhưng phần lớn các bạn trẻ trong chúng ta, những anh chị em và các bạn đang ngồi ở màn hình đây, thì là tới 50%, 52% là ở độ tuổi từ 25 tới 30 tuổi. Do đó cũng không ít các anh chị, các bạn là chưa có gia đình, nên không có một cái lý do cụ thể nào thường xuyên và đều đặn để chúng ta rời khỏi công sở. Vì vậy là chúng ta thông thường hay bị gọi là co giãn về cái thời gian bước ra khỏi công sở lúc nào là phù hợp, lúc nào là hợp lý. Từ đó thì chúng ta cần phải làm gì để giải quyết vấn đề này? Thì trước đây thì tôi cũng đã từng chia sẻ với người bạn đời hiện tại của tôi, trong lúc mà chúng tôi còn chưa cưới nhau thì bạn này, vợ tôi bây giờ thì là làm ở một cái doanh nghiệp nhà nước. Thì theo cái quy định của hợp đồng lao động là đúng 6 giờ thì sẽ hết giờ theo cái hợp đồng ký. Nhưng thông thường thì công việc ở các cái đơn vị về mà phân phối thương mại hoặc là các đơn vị kinh doanh thì nó hầu như là không bao giờ hết, và sẽ rất khó để có thể rời đi khỏi bàn làm việc văn phòng để dỡ trở về nhà, bởi vì giấy tờ văn phòng nó luôn luôn tràn ngập trên bàn. Và để giải quyết được vấn đề này thì tôi đã bày cho bạn tôi một cách rất là giản đơn, đó chính là phải hiểu được rằng là cái công việc của mình là nó không bao giờ hết, nó là đơn vị phân phối, đơn vị thương mại. Do đó thì đúng 6 giờ thì sẽ rời công sở, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái công tác rời công sở vào lúc 5:30. Đôi khi thì sẽ có một vài lý do rằng là sếp chưa có về, mọi người còn đang làm việc, chúng ta rời công sở cảm thấy rất là khó chịu, hoặc là đôi khi những cái lý do khác kiểu như là chúng ta muốn ở thêm để cho nó vui vẻ, về nhà thì chưa có gia đình nên chưa có việc gì. Nhưng chúng ta cần phải đặt ra một cái lý do, và đặc biệt là tôi giải thích rất kỹ về cái câu chuyện đó là cái hiệu suất công việc, cũng như là cái câu chuyện kết thúc cái buổi làm việc chúng ta cần phải dành ra từ 15 tới 20 phút để sắp xếp lại cái công việc, cũng như là sắp xếp lại, gọi là đánh dấu lại những cái vị trí mình đã làm đến đâu, ngày mai tiếp tục làm. Công việc của bạn tôi thì nó liên quan đến một cái vấn đề mà gần hầu khắp các doanh nghiệp đều có, đó là vấn đề kế toán và nhập dữ liệu bán hàng vào cái hệ thống chuẩn kế toán của một doanh nghiệp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái dữ liệu về, giấy tờ về nó thường xuyên, do đó nếu như không có cái công tác chuẩn bị vào một cái giờ ấn định để chúng ta sắp xếp lại công việc, ngày mai chúng ta sẽ dễ bị lộn và sẽ không biết là nó sẽ bắt đầu từ đâu, và do đó chúng ta sẽ hay bị sai sót trong cái công tác làm kế toán. Và từ cái câu chuyện như vậy, cộng với việc là ấn định một cái giờ cố định là vào lúc 5:40 hàng buổi chiều, chúng ta dừng lại trong cái công việc đang làm của mình và bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ cũng như là đánh dấu lại cái vị trí chúng ta đã làm, thì chúng ta sẽ rời công sở vào đúng lúc 6 giờ. Và trong đầu luôn tâm niệm rằng là 6 giờ sẽ bước ra khỏi công sở. Và đó cũng gần như là một cái lý do, nếu trước 6 giờ chúng ta chưa bước ra khỏi công sở, chưa bước ra khỏi văn phòng, thì gần như là chúng ta đã vi phạm một cái điều gì đó mà tự mình đặt ra. Bởi vì doanh nghiệp thì họ đôi khi họ cũng không quá trọng tâm, chú trọng đến cái vấn đề này cũng như hiệu suất công việc. Và cái người lao động thì luôn luôn sợ rằng là sếp và lãnh đạo chưa về thì không muốn về. Nhưng mà để trả lời câu hỏi này thì sẽ trả lời cho vợ tôi, nó thường trả lời là đã làm được bao nhiêu việc trong ngày hôm đó. Nếu như số công việc, số giấy tờ, số chứng từ hóa đơn đưa vào máy, đưa vào hệ thống đã đủ và đạt cái KPI của ngày hôm trước hoặc vượt ngày hôm trước thì hoàn toàn cho thấy rằng là hiệu quả công việc đã rất tốt trong ngày hôm đó, không hoàn toàn phụ thuộc vào câu chuyện sếp có còn ngồi đó hay không ngồi đó. Và không rời trước 6 giờ thì là vi phạm với nguyên tắc cá nhân mình đưa ra. Do đó thì thường xuyên về như vậy trong vòng 3 tháng. Và một điều bất ngờ đã xảy ra, đó chính là một ngày có một cái việc gì đó mà vợ tôi không rời khỏi công sở, không về qua 6 giờ. Thì chính anh em cán bộ cùng cái đơn vị và những cái bạn đồng nghiệp cùng làm lại là chính là những người nhắc nhở về vợ tôi về việc là ủa 6 giờ rồi kìa, sao chưa về à? Tức là nhắc là về đi. Thực ra thì đây là một cái cách từ vừa tạo cái thói quen của mình cũng như là
tạo thói quen cho những cái bạn cùng cái công sở, và tự nhiên thì nó thành một cái thói quen, tức là chúng ta sẽ tập trung làm việc trong vòng 8 tiếng làm việc của mình để nâng cao hiệu quả và rời khỏi công sở đúng giờ. Một cái mẹo khác mà tôi được xin được từ cá nhân mình để bày cho quý anh chị em và các bạn, đó là chúng ta hãy tự tạo ra cho mình một cái lý do nào đó để trở về nhà. Chúng ta sẽ không trở về nhà nếu như mà không có một cái lý do khiến chúng ta giống như là một cái công việc mà đang đợi chúng ta ở nhà thì chúng ta sẽ về nhà. Ví dụ như là các bạn trẻ thì như tôi thì thông thường thì buổi chiều thì hay rời công sở đúng giờ để về để làm một cái nhiệm vụ, ví dụ như là tưới cây chẳng hạn. Đây, phía sau chúng tôi là một cái vườn cây trên gác, thì thông thường mình tập thành thói quen và mình cảm thấy là cứ về vào đúng cái giờ đó để tưới cây, không thì nó tối, thì chúng ta sẽ dễ dàng là tạo ra một cái sở thích của mình. Cũng như là ví dụ như anh chị và các bạn có thể về nhà để đi tập yoga, hay là có thể đi chạy bộ, hay là về nhà để nấu một bữa ăn ngon, hay là bất kỳ một cái lý do gì đó mà các anh chị và các bạn đưa ra để về nhà đúng giờ, thì điều đó nó sẽ rất tốt, rất là đem lại cái hiệu quả công việc và cho chúng ta một cái cơ thể khỏe khoắn và phục vụ cái công việc tốt hơn cho ngày mai. Và cũng như là chúng ta không bị lún sâu vào cái câu chuyện tức là chúng ta về quá muộn, chúng ta sẽ về gọi là lo những cái việc cá nhân muộn quá, ăn uống quá muộn, sau đó thì chúng ta lại thêm phần giải trí vui chơi thêm theo kiểu là chơi Facebook hay là xem video hay xem TV. Chúng ta sẽ đi ngủ vào những cái giờ mà qua tầm ví dụ 11-12 giờ, hoặc thậm chí đôi khi có một số bạn trẻ thì đi ngủ rất là muộn, đến 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, và chúng ta sẽ dậy rất là muộn và cái nhịp hô hấp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nếu anh chị em và các bạn có gọi là để ý một chút thì hãy lên Google search cái việc là những cái giờ nào thì cái nó tốt cho những cái bộ phận cơ thể trong cơ thể mình, thì chúng ta sẽ thấy nhận ra một số vấn đề, tức là chúng ta đi ngủ quá muộn thì một số cái cơ quan nội tạng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái câu chuyện đó là nó trái cái nhịp hô hấp và trái cái nhịp sinh học. Điều này nói ra thì nó cũng không hẳn là cái câu chuyện là cổ suối cho việc là chúng ta gọi là không lao động vào những cái giờ khác. Tuy vậy thì tùy đặc điểm tính chất công việc của một số người phải làm ca kíp thì đây là câu chuyện buộc phải chấp nhận do cái tính chất công việc. Còn lại thì nếu như chúng ta không phải trong cái tình trạng là phải làm ca kíp như vậy thì theo cá nhân Thắng thì chúng ta nên, tôi khuyến nghị quý anh chị em và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, thì nên bố trí tìm ra cho mình một lý do để về đúng giờ theo cái quy định, theo cái hợp đồng lao động, cũng như là chúng ta bố trí cái thời gian đúng chuẩn để có một cái nhịp hô hấp, ăn uống, sinh hoạt, và chúng ta không trở thành nô lệ của công việc. Chúng ta hãy cố gắng làm tốt điều đó. Điều chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay cũng mong rằng là đem lại hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Mong anh chị em và các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với Thắng ơi, sẽ có nhiều video hữu ích hơn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hello, xin chào.